สะวันเตียมิสมนมัสกาจุมปุพระประจุมไปในพระตรัยรัตได้สิกได้กรบจรัตลาดอกไรเลนสับสับกาลสมนมัสกาจุมปุพกันันจักรุปอังจิตติกรบสการะตับปุปุจุมรันปอยิยมปุตปริสัตตังอជាទីអ្នកលោកជាទីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌ថ្ងៃនេះចង់ឲ្យញាតិញោមកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តនៅព្រះធម៌របស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនអប់រំបង្ហាញនៅដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីស្វែងយល់ពេលណាដែលយើងបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានធ្វើទានបានរក្សាសីលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌បានរៀននៅព្រះធម៌បានត្រិះរិះពិចារណានៅព្រះធម៌បានត្រួតត្រងហើយយកទៅប្រតិបត្តិក្នុងដំណើរនៃជីវភាពរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយការអប់រំទូមានកាយវិការចិត្តដោយការរក្សាចិត្តអប់រំចិត្តឲ្យមានសតិបញ្ញាមានសភាពស្ងប់និងណរប្រតិបត្តិបាទក្នុងកុសលនិងបានត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងអនុត្តរធម៌ក្នុងអរិយសច្ចៈមានបញ្ញាទៅកំណត់ដឹងនៅកាយចិត្តឲ្យបានជាក់ច្បាស់មានបញ្ញាដើម្បីត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលនៃកាយចិត្តដែលការរលត់ប្រព្រឹត្តទៅរឿយរឿយនេះត្រិះរិះពិចារណានៅកាយចិត្តការរលត់ហើយមិនទៀងទៅຕົកមិនស្ថិតនៅក្នុងអំណាចសត្វបុគ្គលនឹងដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវិតឲ្យបានប្រសើរហើយដូច្នោះព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងសុត្តន្តបិដក1បិដកលេខ45ថាព្រះអង្គលើកយកនៅធម៌ទាំង5ចំណុចសម្រាប់ឲ្យយើងបានត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះអង្គដើម្បីកែឆ្នៃកែលម្អដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះឲ្យរួចចាកអំពីបញ្ហារួចចាកអំពីគ្រឿងសៅមងរបស់ចិត្តហើយក៏បានស្ទង់ស្ទាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃក្នុងការអប់រំទូមានចិត្តប្រកបដោយសតិនិងបញ្ញារមែងនឹងបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែបើបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាទោះបីជាធ្វើទានក្តីរក្សាសីលក្តីចម្រើននៅភាវនាក្តីពេលណាដែលបញ្ញាមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនប្រកបទៅដោយបញ្ញាតែងតែប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងធម៌ទាំង5ប្រការនេះពីព្រោះធម៌ទាំង5ប្រការនេះជាធម៌អាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលខ្វះបញ្ញាជាចិត្តមិនឆ្លៀស
chỉ chết là ngôn, chỉ chết là vùng vên. Mà là hãy tốt bây chìa thưa ở vây cơ đài. Phần tế rộp nơi bà giáo cho rộp nơi xích đầy sốc, xích đầy chùm ra ơn, chùm ra khuôn. Dương nâng chùm ra nhận được tầy nâng, mình bàn chù. Ai thoa tầng pram chàng ní, tì mối, chìa thoa chùm ra bà chăm nơi chì vất rộp bà chương rõ thằng ngày. Đại bà ông lực làng thà, bọc cô bàn áo y, nơi lục bò xong bị rẽ nóng ca ỏi tiên đòi bà chạy buôn miên chạy bà rã ỏi bần ạ bàn ỏi tì xin nà xin nà ỏi kì liên ạ phê tì chế rưu có chui tà lưu cạch ca có sang ốc bà thòm xên xên rưu có chui mơ thai tròm chui chia ba chữ ngư tầm cát chui ai xong bị rẽ ai lôi cạ xem xem hỏi bài tử tập lập mờ nghi đó bọc cô để luôn ai nụ bình pro tài bọc cô để bàn ai nụ tại anh thì thưa tốc nông chất thả bộ cổ đô lọp tật tuôn côn biệt mà anh lọp tật tuôn bị cương sự cà rã biệt mà anh lọp tật tuôn sự đầy lọ biệt mà anh ao vầy tràn tràn là hỏi có mình bàn trích ao rịch riêng chiều môi nâng sẽ đây là o để luôn bàn phở nó bài tới chỉ tệ điên tới chỉ biết biên tới chỉ mơ nghe tới chỉ bậc căn đã tô cầm ho đó bậc cô để dừng lọp ao nóng pro ông trong bàn bị chẹt thà ní cả mơ nghe pro để lọp ao chẳng mình xâm rách tới chế bởi cháu sẽ đầy sốc sẽ đầy chùm ra ơn à vậy thế bố chất được bỏ trường này nơi chọc chùm bẹ chất được bỏ trường năng nơi bậc căn tiêm tia phòl bởi cháu tiêm tia ca tọc xa nòng phư ai chất được bỏ trường này miền bạc thì khẽ thân năng về na để khi mình bán thưa là o khi mình bán top nón khi mình bán thưa nó bị giao đòi luôn vĩnh có miền cá tệ đĩa có trớ bắt bằng nó bị giao bắt bằng nó dịch đầy sốc có sạp sâu nó dịch đầy là o nó ở từ nên chia cả ao để mình bắt cóp tại đại bản nhà ai mình bán ao prom tu miền nơi chết để mình toán bán tu miền tớ ao hỏi miền cá tệ đĩa mười nghi ấy tớ lọp do nữ ba màu ạ của sò túc nữ nòng chết thưa ao miền dịch đầy túc thưa ao miền pi thưa ao miền cầm hăng biệt biến tờ quỳnh ní mình phải xào lời tì pi bộ cô nơi nông lộc này để mình miền bản nhà mình ai ra xa nơi dịch đầy sốc dịch đầy chùm ra đời cả ruột nơi chỉ mùi nghĩa bàn lời tốt bây chỉ ruột nơi bàn tạch tu bị bệnh ngay bởi bệnh ngay mùi khai mùi chân năm bị chân năm và man chân năm của đời bần tế trời tự lập nơi ca mơ nghe nơi ca chân lúc tỏ tê nơi ca bà căn bà ma tê điêl nơi ta vĩnh đòi khóa nơi bà nhà đòi khóa nơi xong cả hạ thua khóa nơi dịch đầy dân đo
hết được nóng bỏ ông trông xung đánh thà bộ côl mơ nghe ý kìa bố tài thlọ bố nâu ả sài chứ mùi kìa nây mình biên ở vây ai xâm rách tới chìa xích đầy sốc xích đầy châm ra bàn tê còn đầy châm ra nâu ở vây đấy mình biên bị giao châm ra nâu bìa châm ra nâu tốc tô mà nó chừng yết chừng ơ đau cơ hô cơ hai trời xa sồn nâu phiếp là ơ mê ta cả rà na mũ địch ta bắt băng nơi phiếp chưa chia bắt băng khăn bẩm phót cứ tật chật đây là ơ hơi vần tay khóa sở tệ bà nha bắt băng nơi tật chật khô chật châm ra anh ta ác của xa lò ní châm ra bộ cô na đây là mình bàn áo bụng chật ai bàn khơi thua bất bạc gọt tên để thua ai đầm náy để chỉ vật nó miên bàn nhờ hà bởi bất tư cho mình đạch bị rương môi tư rương môi bị rương môi tư rương môi bố tại ca bắt băng sạch tế bà nhà sạp xôn nâu bà nhà cứ kìa ca sạp xôn nâu sạch đây sọc sạch đây châm ra nâng ca sạp xôn nâu bà giao châm ra tì băng tì rà lực nông bà chạp bàn rô hô đòl bà rạ lô cầm bốc nâng sạp xôn nâu bà sạp thom rô bọc bà sạp mà sạm bốt sạp xôn nâu sạch thịa sạp xôn nâu sạch sạp xôn nâu tiên sạp xôn nâu ca áo rung nơi nông sạch tế bạc thàn bạc tế bạc nông sạch mạc thạc cầm thàn bạc sạch nạc cầm thàn sạp xôn tiền bạc bạc rì giác sạp xôn tiền ca bạc rì bát sạp xôn nấu mẹ phòl thèm tiền bồn tế mần miên bà nha áo rung chật ở bàn chọc chuốn dùl bì bạc thò tố bây dương miên sầm nang ca chìa mần nụ hòi toàn bạc sạch nà nè bạc sạch mạc sạm bốt cầm bông để thua tiên sâu phía vần nia dàng nà cơ đấy bần tài bê nà đầy dương rùm rù nơi chỉ môi khí nia chia sở hạ thăm ý cạ chia kru chia sơ chia bốt bò rì sát bần tài trời mơ nghe bố tài thlọp sọ khí nia dịch đầy lọ tăng lại của trời sạp xôn vì nia tư đòi xa tài ác của sol đời già tài sẽ đầy bỏ mát đời già tài mình miên bản nha từ vừa ở chợ bỏ trường nông á ở từ này phiệp sạch bỏ rồi sạch lư thà miên phiệp sạch miên phiệp ngon ngất ăn được cao cứ kể lệ mà crop sừng cọt nông chợ bỏ trường ở căn để ngôn tốc tô mà nó chán chiêng môn được tiền ní chia tầm nào ní chỉ vật để bộc côn mình chia bộc côn mình miền bản nhà tài chuốc vật tre rương rai này ca chuốc bay bay chuốc mình miền tây bẩm hot chuông ca chuốc ban chỉ mất tay tuôi prai pruol tới khai tới chỉ sợ tới miền ba bậc cam pia vria tiếng lục ní tiếng bạ lục hàng mục ní bộ côn phụ khá là khá nông lục này tại chua phái đời thua nâng ảnh đời mình bán áo bụng chất ở khơi nữ bệ thua bất bạc gọt bộ côn tí bây cứ chia bộ côn miền dịch đầy bạc căn môm trọng bịa đây kì bồn là ứng nụ chia bỏ màn cứ chuồn cà là còn tệ bàn lưu kì bồn kì sợ xa rứ có kì tệ điêl nẹ đợt tầy có bỏ căn mòm xúc nè cà chưa trầm tệ kì bồn kì sợ xa nâu biệt tẻng nụ môi rộng bích
từ lơ bịa tầng lai nụ nụ khoa nơi ca trẻ ri khoa nơi ca bị cha rợ na khoa nơi bánh nha thăng thai nhờ rộp nở hết phal ai bàn chụp bà lo có căn dọc nở viết tiệm căn dọc nở bịa bích còn để kì bôl còn để kì xâm đánh còn để kì lực lăng dường này của chọp nơi lúc của thoa đòi ca sở xa đòi xa nần tia đòi xa kế tế điên của bà căn chọp miền sọc miền tục miền sọc miền sọc lanh từ lưu bịa đằng ọc nô tụ bây chỉ bịa nâng xâm rạp luôn dường cái đây xâm rạp nhiệt đọc bò dường cái đây xâm rạp nẹ sqoal cái đây xâm rạp krom krua xa rứ có dường lọp rọp an cái đấy bởi dương con tệ chưa con tệ bạc căn con tệ căn chốc nó tam sẽ đầy đọc bỏ kê sẽ xa nên tiền ní thua ai dương nâng thịa châu được nông lục của thọ khoa bánh nha trẻ ri bí chá rợn na thịa châu được nông ạ cả tệ bố tệ sẽ lanh bố tệ sẽ ọp bố tài liếp, bố tài sẽ đầy vòng vên mình đang hát phòl bệnh sử mà xâm bốt bố ông thà bởi dương ngạc sài nữ bịa nâng cron tài bà nâng tê cầm bông tài xam nợ ba bà thò nế, ba bà thò thưa ai chỉ vứt rồi bỏ dương nâng anh áp kê chmô, áp kê tì dô đô chìa bà chán khăn khăn mùi rồi ngất tích mùi rồi ngất tích lốt đọc rạm rồi ngất xôn chân chân lục ấy miền bánh nha nông ca trẻ ri bờ bàn miền bánh nha hơi mơ mơ ấy khơi nơ hai phòl chia bờ giàu bờ miền tự chịa sẽ đạp lư hơi tự chịa ni trời sẽ đạp trẻ ri bị chà rả ná ấy đăng hai phòl bờ miền chật nông ca trẻ ri bị cha rợ na miền thom ở xa nhà nông ca chăm đăng kết trời xoay dùl ai xâm rách tới chia bởi giao công ai đạp đầm bây sạp xôn nâu bà nhà đạp hơi chấm ra nơi kỳ lê nò mọc nơi sức đầy tốc bột lục xâm đài thà bộ cô nông lục ni bật đáy bật đào bẩm plain nơi sạch đây là o bẩm plain nơi bị giao bẩm plain nơi sạch đây sóc để miên hơi ở sạp sơn bật tích mà đòn bật tích mà đòn pru tệ cà bạc cắn trăm tệ bịch bịch để cái pole sờ sờ nền tia hỏi cả cắn cho chóp được non chất minh bầm màn mùi ngay từ mùi ngay có thưa ai tầm na này liệp dù sở rây xua sở đây sở phép mẹng cô rồi bỏ chương nắng tư chia sở áp bật tích mà đong bật tích mà đong tư chia ngờ ngất sạp xôn bật tích mà đong bật tích mà đong đô chia bật chắn kháng rồi nôi đô chân nè dừng bàn chuộp nâu bật thoa hơi tư tài trẻ ri bị cha rợn na, ai bàn đất đal chỉ mui nông bật thoa rồi bỏ bỏ ăn, đại dương chết vừa tiền hơi chết đã xả sơn hơi chết ảo rung chết hơi chết đắp bật thoa hơi, đại dương bàn vô làm pi ảo vát rồi bỏ bỏ ăn đại tu miên ở dương năng à, chết ở thôn chỉ mui nông cái lệ nông ca khơi nông ca lư thông khẩn đằng ru, phật tập bẹ thầm miệt ram đại mà bật cất rót ngày tế trâu miền bánh nha ní chía thoa chỉ cương cầm nót đăng nơi đầm nơ ní chí vứt vứt rồi bỏ dương đại bộ vứt tới tám thuya tám à rắm tới tám khúc ế rìa bắt đằng buôn ai rồi lực toàn đăng toàn đầm bây chùm ra nữ bà giáo chìa khổ xó đầm bây lẹ băng nữ ạ khổ xó tớp dương miền bật thoa xùm rắp tì bấn tì rồi lực ធរទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះ
miền chỉ vật đâu bay chỉ vật cả chia mà lúc đây bàn chuộc nắng bờ thoa đây vận tài khai tài chỉ bị cô lê lo bộc cô sầm nhâm chỉ bộc cô ắt bờ giáo pro bộc cô phụ khla để chặt tha chỉ bộc cô lê lăng nơi con đường lục ní prong cà phơ cà nỉ chia cà ao bồm chặt cả sắc xa nơi bật thoa cả thờ tiên đã xa xa xênh xênh bậc cô nói chuyện bậc cô thật thiệt tách nó thật thiệt tách thơ mình ban dùl tờ lưu bốt tỷ ca rồi bác bác mà xâm bốt chia bậc cô ban xếp cúp nâng sắp bà rõ chia bần đất chia bà hú sâu tách tôi hai bậc can nơi à vây để đăng đầy luôn anh chia bộ côn miên dịch đây rất được nông chăn tẹt à thấp ở đây nơi nông ca ao tiền được ra sơn rứa có chấm ran sự tế bạch than bạ để bàn nô mình bàn bạc cọt chia bộ côn miên dịch đây chia đắt là tách túi mình bàn triệt nông presa thom rồi bà presa ma sầm bớt mà lo hay tiền ca thơ đây tiền ca pole đây tiền ca cất cái đây bọc cồn nó chặt thái chia bọc cồn lấy lòng mà lo hay từ lấy lòng bà nữ để bắn nhà ha tam pleo cai tam pleo vị cha tam pleo chết thôi ai chết được bao trường năng miên dịch đây sao miên dịch đây sắc xua tốc tô mà nó chừng ít chừng ăn miên tốc miên hay và rắm tệ âm bơ để dương bàn phơ tam pleo cai hay pruôi để âm bơ để dương bàn bồ hơi mình miền bịa sạch chạy hay tự cầm nít rồi bỏ dương để kết khóc nông ấy mà là hơi bởi dương bàn chuốc nâng bật thoa hơi trời tài bà cóp tự đòi bà nhá để thua tốc nực nông chất rồi bỏ dương đi chẳng ra ơn đòi vô này sao mà nạ sẽ cả rạc thoa đọc bì xe hơi bơ chấm ra đòi sự tệ nâng bà nhá này tầm rong chất đã bỏ trường ai răng mòm ai nâng nô phát trả ẩm phí ca lê lọ phát trả ẩm phí bà nhá đọc sài ẩm phí xích đầy tốc xem xe nụ bàn bần trai bờ ọt miền bà nhá bà ấn trống hai bậc cô nấu thá chia bậc cô lê lọ chia bậc cô lê lọ độ bay chỉ thưa tiền cái đây để xa xa cái đây chậm ran phiêu của nia cái đây trăm tệ ban bẩm pin từ lơ tất chất là bao dương để kết sự thia tách tôi tam ở rầm rồi bao dương để chọn thưa ni chọn thưa nô phần trái bằng ơi dương thưa ơi dương pol ơi dương kết từ prai đời sự tệ năng bằng nhà chết lăng chết lai từ priệp thia rock hay paul bạch lo tớp cắt đạch nơi dịch đầy sang say tớp cắt đạch nơi ca dôl khó tớp cắt đạch nơi ạ à, của xa xên xên để chọp chùm bẹt nơi khăn chất rồi bỏ dưỡng prơm tiếng thơ ai nhạc đợt tầy nó mình ai tế điếl nục bàn thoa tầng lại ni tay miền hơi chôn tầng lại nơi khăn lốt đấy miền chất mình chỉ liên với khóa nơi bà nhà tí pram bộ côn được nông lột ni tổ bây chỉ cao chìa mà nốt toàn bà thoa của bất men bọn tay bà ấn chặt tốc tha chìa bộ côn là ngồng kháu chìa bộ côn vùng vến chìa bộ côn mình chỉ liên bộ bộ côn bộ khóa được nông lột ni mình chát mình đăng nơi thoa chia cổ sơ mình đăng thoa đây chia ạ cổ sơ mình đăng tô mình đăng hết năm ở ruột chạ tô mình đăng thoa đỏ đom mình đăng thoa đỏ thọc tiệp mình đăng thoa sơ mình đăng thoa khmer mình đăng cách phal hết chết tại tam tầm na nơi sự phiêu vẹt thoa là hỏi khóa bà nhà khóa bà nhà
បើខ្វះបញ្ញាអត់អាចថែរក្សាដំណើរនេះជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យធ្វើទៀនហើយបានសុខបានចម្រើនទេបើខ្វះបញ្ញាឲ្យអត់អាចរក្សានៅដំណើរដែលយើងកំពុងតែរក្សាសិលនេះឲ្យសម្រេចនៅគុណធម៌ទេបើខ្វះបញ្ញាឲ្យសំបីតែយើងអប់រំចិត្តនេះក៏មិនឲ្យត្រង់ទៅក្នុង សម្មាបដិបទាជាសម្មាសមាធិដែរបើខ្វះបញ្ញាហើយយើងរៀនពធ្ងរយើងរៀនវិន័យបសោតអភិធម្មក្តីគ្រាន់តែរៀនដើម្បីសន្សំកិលេសព្រោះយើងរៀនគ្រាន់តែបានចេះពោលចេះថាចេះសំដែងប៉ុន្តែយើងអត់បានចេះអប់រំទូមានបរិយ័តដូចនេះលោកថាជាអលក្ខន្តូហ្នឹងឯង បរិយ័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដូចជាចាប់ពោះវែកកតុយយើងអាចចឹកឲ្យយើងស្លាប់បានយ៉ាងណាស្លាប់បានលោកប្រសាសិល5បើយើងអត់មានបញ្ញាទេអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងស្លាប់សិល5បានសិល8បើយើងរក្សាឲ្យអត់មានបញ្ញាទេ ពុអកុសលជាអសេរពឹសនឹងអាចចឹកឲ្យយើងស្លាប់លែងបានរសាសិល8យើងរសាសិល10បើមិនមានបញ្ញាត្រេះរិះយល់ឲ្យដឹងជាក់ច្បាស់ទេកិលេសនឹងអាចចឹកសម្លាប់ចិត្តរបស់យើងឲ្យបាត់បង់សាបសូននៅសិល10ជាបាសកាពុពិខោ សិល4សិក្ខាបទ227បើយើងរៀនមិនបានល្អត្រឹមត្រូវទេការរៀននោះដូចជាអសេរពឹសចឹកសម្លាប់ចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងហិនភេទផុតចាអំពីឧត្តមភេទនោះបានផុតចាអំពីភាវៈជាភិក្ខុសាមណេរនោះបានបើមិនមានបញ្ញាក្នុងការសិក្សាឲ្យល្អទេ ពុអកុសលនោះអាចសម្លាប់ឲ្យយើងឈប់ចេះធ្វើទៀនបានសម្លាប់យើងឲ្យឈប់ចេះរក្សាសិលបានសម្លាប់យើងឲ្យឈប់បានអប់រំនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានបាសនាកម្មដ្ឋានបានពុអសេរពឹសគឺកិលេសនឹងអាចសម្លាប់យើងមិនត្រេកអររីករាយនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចពោលទេសដៀល ថាប្រធัวព្រះវិន័យរបស់ព្រះអង្គនេះមិនតាន់ត្រឹមមិនតាន់ត្រូវកើតនៅមាននេះកើតនៅទឹកថេខុសយល់ខុសថាខ្លួននឹងប្រសើរជាងសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួននឹងប្រសើរជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថែមទៀតនេះដោយសារតែការរៀនមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានតាមលំដាប់រៀនមិនបានល្អទៅតាម ពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងដោយបញ្ញាដ៏អត់ដំដោយសារយើងអត់បានពាល់ត្រូវនៅក្នុងសភាពពិតដោយការចម្រើនដោយការប្រតិបត្តិយើងកើតឡើងអំពីការសន្មត់ទៅលើទឹកថេទៅលើការចាំទៅលើចិត្តរបស់យើងគិតនេះមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេទីបំផុតកិលេសនេះអាចសម្លាប់យើងដូចជា ដើមចេកដែលផ្លែហើយសម្លាប់ដើមដោយសារតែលៀបសការៈនោះទៅវិញក៏មានដែរដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយផ្លាយទៅជាបាសកបាសការតនៈផ្លាយជាភិក្ខុសាមណេរជាបុត្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវធ្វើយោនិសោមនសិការៈនៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានល្អក្នុងការបដិសនៅសតិបញ្ញាសាងនៅជីវិតរបស់យើង នៅក្នុងពធ័រដើម្បីដោផ្លាស់ប្ដូរចរិតលក្ខណៈនិស័យរបស់ពុទ្ធជនឲ្យទៅជាកល្យាណពុទ្ធជនឈ្មោះទៅកាន់អរិយជនក្នុងការបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខដោយការអស់ទៅនៃអវិជ្ជានិងតណ្ហាជារឹសគល់យើងបានคลายទៅជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្នុងការឃើញច្បាស់នៅប្រធ័រនោះឯង ដូច្នេះសូមកណ្ដឹងចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយមញាតទាំងអស់បានត្រិះរិះពិចារណានៅធម៌ទាំង5យ៉ាងនេះទៅសំគួរដែលមាននៅក្នុងលោកនេះហើយត្រូវដោះស្រាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមប្រគេនពរសូមចម្រើនពរ